Unit 3. Community Service. A Close Look One. Ở cái phần A Close Look One này thì chúng ta có một số từ vựng như sau. Exchange. Động từ, trao đổi. Tutor. Động từ, dạy kèm. Water. Động từ, tưới cây. Collect. Động từ, thu thập. Sưu tầm. Volunteer. Động từ, tình nguyện. Provide. Động từ, cung cấp. Local. Tính từ, thuộc về địa phương. Textbook. Danh từ, sách giáo khoa. Used paper. Ghế đã qua sử dụng. Elderly. Danh từ, người già. Poor children. Cụm danh từ, trẻ em nghèo. Gift. Danh từ, quà tặng. Give. Động từ, cho. Rural. Tính từ, thuộc về nông thôn. Activity 1. Match a verb in A with a word or phrase in B. Nối động từ ở cụm A với một từ hoặc cụm từ ở cụm B. Đối với bài tập này thì chúng ta sẽ nhìn vào ở đây người ta cho hai cột, cột A và cột B. Chúng ta sẽ nối những cái động từ cột A với cái nghĩa phù hợp ở cột B. Number 1, the nest, wing up. Number 2, exchange, trao đổi. Number 3, water, nước. Number 4, pick up, nhặt. Number 5, tutor, dạy kèm. Ở cột B, A. Used paper for notebook. Giấy đã qua sử dụng để lấy vở viết. B. Primary students, học sinh tiểu học. C. Litter, rác. D. Plants, cây. E. Books, sách. Nguyên gốc cái gì? Nguyên gốc thì chúng ta sẽ có từ nguyên gốc sách. Câu 1 này chúng ta sẽ nói với câu A. Tiếp theo, trao đổi cái gì? Trao đổi giấy cũ để lấy vở viết. Chúng ta sẽ nói câu 2, sẽ nói với câu A. Exchange the paper for notebooks. Tiếp theo, tưới cái gì? Tưới cây. Chúng ta sẽ nói câu 3 với lại câu D. Water plants. Nhặt rác. Chúng ta sẽ nói câu số 4 với lại câu C. Và câu số 5, dạy kèm cho những trẻ em tiểu học. Chúng ta sẽ nói câu 5 với câu B. Activity 2. Complete the sentences with a suitable words or phrase from the box. Hoàn thành mỗi câu sau với từ hoặc cụm từ phù hợp ở trong khung. Chúng ta cùng nhau kiểm tra nghĩa lại của những cái từ này. Tutor là dạy kèm. Litter là rác. Water là tưới. Donate quyên góp, use the paper for notebook, giấy đã qua sử dụng. Number 1, we pick up at the local bus every Sunday. Chúng tôi thường ở công viên địa phương vào chủ nhật hàng tuần. Ở đây chúng ta thấy cái cụm từ pick up litter, nhặt rác. Chúng ta sẽ sử dụng từ litter ở vị trí câu thứ nhất. Number 2, children in our village exchange every school year. Trẻ em trong làng của tôi thì cái gì đó mỗi năm học. Thì exchange sử dụng ở bài 1 chúng ta thấy là gì? Trao đổi giấy đã qua sử dụng để lấy vở. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng từ gì? Use the paper for notebook. Number 3. Tom and his friend supply in the neighborhood every weekend. Tom và những người bạn của anh ấy cây trong khu phố của họ vào mỗi cuối tuần. Thì ở đây chúng ta thấy cái cụm từ plant thì là sẽ sử dụng từ tưới cây, water. Cho câu số 3, câu bây giờ number 4. We all textbooks to children in rural areas. Chúng tôi sách giáo khoa cũ cho trẻ em ở các vùng nông thôn.
Thì chúng tôi ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái từ quyên góp sách, donate our textbooks. Number 5. Minh and his friends often small children in their village. Minh và những người bạn của anh ấy thường cho trẻ em nhỏ trong làng của mình. Đó là thường dạy kèm cho trẻ em. Chúng ta sẽ sử dụng từ tutors. Activity 3. Use the phrases from the book to write full sentences under the correct pictures. Hãy sử dụng những cụm từ trong khung để viết câu đầy đủ bên dưới một bức tranh. Đối với bài tập này thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào kiểm tra nội dung của những câu trong khung này có nghĩa là gì. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng những cái từ trong khung này viết lại một câu hoàn chỉnh tương ứng với một bức tranh. Watering vegetables in the school garden. Tưới rau trong vườn trường. Give gifts to old people. Tặng quà cho người già. Exchanging children's paper for notebooks. Trao đổi giấy được qua sử dụng để lấy vở. Planting trees in the park. Trồng cây trong công viên. Reading books to the elderly. Đọc sách cho người già. Donating clothes to poor children. Quyên góp quần áo cho trẻ em nghèo. Bức hình thứ nhất thì chúng ta thấy một cô bé đang đọc sách cho một ông già. Chúng ta viết câu này là như sau. She's reading books to the elderly. Cô ấy đang đọc sách cho người già. Quan sát bức tranh thứ hai thì chúng ta thấy gì? Họ đang tặng quà cho những người già. Chúng ta sẽ viết lại như sau. They are giving gifts to old people. Bức tranh số 3 là cô bé này đang trao đổi giấy được qua sử dụng để lấy vở. Chúng ta sẽ viết lại. He's exchanging the papers for notebooks. Bức tranh số 4, đây là họ đang quyên góp quần áo cho trẻ em nghèo. Câu này chúng ta viết lại như sau. They are donating clothes to poor children. Bức tranh số 5, cô bé đang trồng cây ở trong công viên. Thì câu này chúng ta sẽ viết lại là She's planting trees in the park. Pronunciation. Ở cái phần phát âm này thì chúng ta sẽ học về cách phát âm ED. Đuôi ED được phát âm thành T khi động từ có kết thúc là K, S, X, P, Ch, Ch, F. Dễ nhớ thì chúng ta có thể đọc là khi sang sông phải chờ sư phụ, sẽ E, G, H. Đuôi ED được phát âm là ED khi động từ có âm tiết kết thúc là T và D. Đuôi ED được phát âm là D. Đối với những trường hợp còn lại, ở đây người ta chia cho mình thành 3 cột. Cột thứ nhất là phát âm thành T, cột thứ hai phát âm thành D và cột thứ ba phát âm thành ED. Bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe và lặp lại những cái âm này. Track 15. Unit 3. Community Service. Page 30. A Closer Look 1. Pronunciation. D and id. Activity 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds t, d and id. T. Cooked. Passed. Helped. Watered, cleaned, volunteered, id, collected, donated, provided. Track 16, Unit 3, Community Service. Page 31. A Closer Look. 1. Pronunciation. T, D, and id. Activity 5. Listen to the sentences and pay attention to the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practice the sentences. 1. Our club cooked soup for old patients. 2.
Students watered the trees in the school. 3. We provided food for homeless children last Tet holiday. 4. Our school donated clothes to poor people. 5. Teenagers volunteered to clean streets. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video khác. Các em nhớ đón xem và đăng ký kênh YouTube Lớp Anh Cô Liên nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.